Mỹ Lệ, con Thiên Quang Mỹ ở tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị Thừa Thiên ha. Rất tin và được gặp Phật Di Lặc gián tiếp, chỉ cầu mong cho phụ luôn an lạc. Con tin đã đến thời kỳ chuyển thế. Những lòng tin nghe con, giữ những lòng tin. Con Thiên Thanh Diễm, chúc sư phụ được nhiều chút khỏe. Con có đi điện thái bằng thiên, con về nhà không bao lâu con mơ thấy sư phụ về vẽ lên trán con. Phương Khách hỏi khi nào về Việt Nam dịnh kịp, khi nào bắt Thưởng, bắt Trọng, bắt Phạm Minh Chính, ba người hùng mua với tình báo Hoa Nam nữa, bốn người tình báo Hoa Nam, bác Thưởng, bác Trọng, bác Chính hùng mua vé máy bay 700 đô thì Kiệt mới về. Chờ Đức Thầy. Ủa Thái Tử đâu? Ai Thái Tử? Kiệt được rồi. À, ở nhà livestream á, mặc cái áo thun này phải không, chân á, thì không mang vớ nữa, nhà livestream miễn ra được cái clip là ok. Còn ra ngoài chỗ đông người á, mình bớt cái tiếng trên tivi lại nó thú quá. Ok rồi, có gì hỏi không? Hãy giữ những lòng tin nha các đứa con họ Thiên, cơ trời sắp đến rồi nè. Thiên Ngọc Loan, chú Kiệt đừng la ba con nha. Con xin hỏi trải qua nghìn kiếp, có kiếp nào chú đọa địa ngục không? Con xin lỗi chú câu này. Chú thì đâu, chú là người, chú có 25 cái bông sen, tức là chú đã thành Phật 25 kiếp. Mỗi một kiếp xuống á, làm xong nhiệm vụ mà giỏi á, mấy chư Phật với cha thưởng cho chú cái bông sen. Hỏi mà cái màn nào, quốc gia nào, thời kỳ nào mà cần những người đóng cái vai giống vậy, giống như người cai ông cổ, thì tìm tìm giống như Vũ Linh vậy, với mấy chết vậy đó, hay là Minh Dương Minh Phụng. Còn Tân Nhạc thì kiếm Đàm Vĩnh Hưng rồi Đại Khái. Còn Hài thì kiếm Hoài Linh vậy đó. Còn chú là những cái giai nào mà làm ít nước lợi dân, thì kiếm nào làm hoàn thành trong nhiệm vụ thì về cha thưởng. Còn chú có đọa địa ngục không hả? Thì chú chưa nghe mấy vị kể cái đó, nhưng mà chú nghĩ chắc có. Không có. Tại vì xuống cứu chúng sanh với địa ngục thì mình phải đi xuống địa ngục của con. Còn có một lần ở bề trên, mấy chị chị ngồi kể chuyện những tiền kiếp của chú á, thì có một lần cha nói luôn, hồi xưa đó chú cũng phải đầu thai làm dinosaur, để mà tại lúc đó có quả địa cầu này, không có loài người, chỉ có dinosaur thôi con, thì chú phải làm mấy con dinosaur để dẫn mấy con dinosaur để chống cự lại, để bảo vệ những con dinosaur hiền, không có bị mấy con dinosaur ăn thịt hiếp. Cho nên kiểu nào chỗ nào mà cần thiết là chú vào chỗ đó thôi. Chú đâu có bất cứ nơi nào cần chú thì chú đến. Hiện giờ nước Việt đang khổ, đang cần Đức Thầy, đang cần chú, thì chú đầu thai làm người Việt, gieo cái đạo Thiên Tâm vô là người Việt, để sau này cả thế giới họ tôn trọng nước Việt, vì có một cái chánh đạo và thống nhất thế giới, thì lúc đó nước Việt mới là cường quốc được không? Chứ cái đạo mà nó làm ở Do Thái thì khác rồi. Thế nên bây giờ Do Thái nó hay ăn hiếp người ta. 1963 người, bữa nay đột xuất không hẹn mà cũng đồng. Xin chào ngài Kỳ, con giới duyên với chúng con tại Sài Gòn. Con xin tên Quang Nguyễn. Nguyễn Diệu, sư phụ ơi, con có phá thai, mong sư phụ giúp các con của con cũng được về trời với cha mẹ.
Con ở Việt Nam chưa gặp được sư phụ thụ giúp con phá thai. Cái quan trọng là cái thằng nhóc nó có đeo cổ con mỗi ngày không, nhóc hay con nhóc chưa biết, mà nó đeo á là con cảm thấy nhức mỗi có ngày à. Con từng đừng có tưởng nó là gió mà không nặng nghe. Cái lúc nó muốn nặng 50 kg thì cái cổ con cũng 50 kg, còn cái lúc mà nó muốn nhẹ như bông hồng thì nhẹ. Cho nên con phải có cảm nhận là có một cái vong linh của nít bám theo con, phải không? Rồi thường á, nếu mà con là chưa có chồng á, thì nó lại làm cho con không có chồng, tại vì nó biết ganh tị mà nít mà đó, thì trước tiên con phải siêu nó trước. Tôi mới tiễn đi một đoàn nít đi chừng mấy chục chiếc xe bus của trẻ em mới về trời. Rồi nhẹ nè, dễ trên điện thoại rồi nè. Rồi con cũng chờ về trời nha. Rồi con tên gì? Thiên gì? Thiên Mỹ Lan, chứ không phải là cái gì bà Mỹ Lan vừa bữa bị vô họp cũng giống tên con quá. Cười, con thấy già quá, già với già cũng đâu có vui gì đâu, phải không? Ok, là chào con nha. Việt Nam ở tỉnh nào? Đắk Lắk, Kon Tum. Ở đó có nhiều cà phê của anh cà phê mình á. Anh có mở, khi nào anh chịu chơi anh mở chừng 30 ngày không tính tiền, cho ta vô chỗ của ảnh du ngoạn, thiên thiên cung của ảnh. Có vô thử, là bữa thấy quay đẹp mà. Sư phụ mà có nhiều cà phê như ảnh thì phụ mở quán free tặng, tặng cho ta vô thưởng thức, chứ không lẽ chỉ có người có tiền mới được vô, nghèo không được vô sao? Ok, rồi giao diễn con nha.